nên nói một ơn qua lời truyền cầu của mẹ, ta đã được ơn gì? Dạ con vì sao con có bị bệnh ho thì con nói tiếng gì đấy? Con tên là gì? Con Anna, con Phạm Thị Mười. Dạ con 51 tuổi. Dạ con ở giáo điểm Cây Sung. Giáo điểm Cây Sung. Đây giáo điểm Xin Mừng. Mình chơi giáo điểm Cây Sung. Rồi, con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người? Dạ, con vì rồi con ho thì ho quá trời luôn rồi. Nó muốn bể khỏi. Thì cái gì con để gì muốn bể phổi rồi con ho thì ho muốn bể phổi rồi cái con ho quá trời rồi con khạc ra máu con quẳng rồi cái con đi lên Đồng Nai con khám thì cái gặp con đi về đi chung xe gặp cô Cẩm nói lên giáo điểm Tin Mừng thì thắng thì con lên cha thì cha cầu nguyện rồi con cũng thắng cho con hết ho rồi con về con hết ho luôn. Đây cho tặng cho con mấy 365 bài giảng có chưa? Dạ con có 500 bài giảng rồi cha. Có 500 về tiếp 365 rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi đi về giáo điểm Cây Sung giới thiệu giáo điểm Tin Mừng nha. Rồi tiếp con.